Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Nhằm phục vụ hoa kiển cho quý cô chú anh chị em về tận nhà thì hôm nay Phát Thái tiếp tục đến nhà vườn của em Ngọc Diệu, tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị rất là nhiều loại hoa giấy nha. Rồi, chào Diệu. Trời, em chào anh Thái ạ. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip hôm qua. Hôm nay em cũng về một số giấy mới đặng cô chú anh họ cứ thoải mái lựa chọn và ủng hộ giúp nhà vườn của em ạ. Thì số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0396137709 và đó cũng là số Zalo ạ. Thì hôm nay em về hoa giấy gồm có cẩm thạch cam cầu vồng, đỏ đuôi cáo, tím tía và phớt hồng sakuya và tím pháp ạ. Và cuối clip em cũng lên ba cây nho thân gỗ loại tứ quý ạ. Thì hôm nay em xin vô cây dấu cây số 1 ạ. Cây form rất là đẹp với anh chị, Cây form tàn rất là tròn ạ. cẩm thạch cam cầu vồng ha, đổi màu form tròn. Cây có chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang là 80. Cây có hoành là 16 ạ. Cùng tàn rất là tròn, đế và đế ghế rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã số 1 em xin giao lưu là 550k ạ. 550k là em bao ship cho cô chú anh chị mình đến nhà luôn ạ. Và hoa giấy thì em bao sống cây trong vòng 2 tháng luôn ạ. Rồi, cây cái form rất là đẹp ha. Rồi, tiếp theo là mã số 2 cũng là một cây cẩm thạch cam cầu vồng ạ. Form nó tròn đặc quý quý chị. Form rất là tròn luôn ạ. Rồi, có chiều cao là 90. Tán ngang là 75 ạ. Lúc nào em cũng chừng heo cho mình hết trơn nha chú anh chị. Cây có hoành là 17 ạ. Đế già đế sạch già, đế rất là sạch luôn. Rồi mã số 2 em cũng xin giao lưu là 550k ạ. Rồi, đặc biệt hoa giấy rất là nhiều dòng nên mỗi dòng đều có giới thiệu tên cho quý cô chú anh chị em mình ha. Tiếp theo mã số 3 cũng là một cây cẩm thạch cam cầu vồng ạ. Màu pha lẫn tím, hồng, cam rất là đẹp. Cây có chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 85 ạ. Cây có hoành là 16 ạ. Đế còn sâu ha. Vậy quý anh chị đế rất là già đế nha cô chú. Đôn đế lên. Rồi mã số 3 em xin vô lưu là 550k ạ. Rồi, tiếp theo mã số 4 ạ. Cũng là một cây cẩm thạch cam cầu vồng ạ. Này hai tay cầm quý anh chị. Dáng rất là đẹp luôn ha. Cây có chiều cao là 1m2. Tán ngang là 73. Cây có hoành là 24 ạ. Thì ngay chỗ đây nó cái này thì nó quá đá rồi nghe cô chú anh chị. Thì em cũng nói luôn chứ nhiều khi nhà nhận cây cái nói em cái này thì mình cắt bỏ. Cái này nó quá đá rồi, giờ mình xử lý cái này thì nó ở đây nó quá đá rồi. Rồi mã số 4 em xin giao lưu là 550k. Thì thôi với Mỹ thì cô chú anh chị cũng biết sức sống nó rất là mạnh ạ. Nếu như mà sức sống nó không mạnh thì cây nó không có được rồi. Được bông như vậy đâu ạ. Mã số 5. Tiếp theo mã số 5 ạ, là một cây cẩm thạch cam đầu dòng ạ, cây này tông một cốt rồi cô chú anh chị. Phong tròn ha. Rất là tròn. Cái màu hoa ấn tượng nhất, màu hoa quý anh chị rất là nổi luôn. Cây có chiều cao là 1m15 ạ. Tán ngang là 57 ạ. Cây có hoành là 15 ạ. Thì em cũng xin nói luôn thì cái hoành tụi em đo ở đây chứ có nếu như trên đây là gọi là cái thân cây rồi thì về cô chú anh chị thôi trên đây nói ủa sao em nói khác thông cảm giùm đó giùm em, tại vì cái quành thì mình phải đo vị trí này á cô chú anh chị. Nói chung là đo nhiều vị trí nhưng mà mình qua đo vị trí đại diện chỗ dạ. Đó rồi mã số 5 em xin giao lưu là 550k. Tiếp theo mã số 6 ạ,
cũng là một cây cẩm thạch cam cầu vồng luôn ạ. Cây có chiều cao là 1m05 ạ, tán ngang là 75 ạ, tàn rất là tròn và mịn quý anh chị em. Cây có hoành là 14 ạ. Cái này thì nó quá đá rồi, đế rất là sạch, sạch rồi quá nha chú anh chị. Rồi mã số 6 em xin vô luôn là 550k ạ. Rồi 550.000 bao phí ship, 550k là em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo mã số 7 ạ. Cây trắng phất hồng là một cây trắng phất hồng sakuya, cây thì đang búp bông nha cô chú anh chị. Phơm rất là tròn ha, phơm rất là tròn, cây đang búp bông kẹo búp hết trơn, nó nở rộ cái là bít cái tàn luôn cô chú anh chị. Rồi cây có chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang là 85 ạ. Đế rất là sạch nghe cô chú anh chị. Cây có hoành là 14 ạ. Thơm tàn rất là tròn ạ. Rồi mã số 7 em xin vô lưu là 500k. 500k là em bao ship cho mình luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 8 ạ. Là trắng phất hồng luôn, là một cây trắng phất hồng sakuya luôn ạ. Hoa này nó già lên, nó đậm dần lên quý cô chú. Dạ, này thì đang búp bông á cô chú anh chị. Cánh hoa bên này nó già lên đậm màu rất là sắc, con tàn rất là tròn. Rồi cây có chiều cao là 1m1 ạ, tán ngang là 90, cây có hoành là 12 ạ. Rồi mã số 8 em xin vô lưu là 500k luôn ạ. Rồi số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0396137709 và đó cũng là số Zalo của em ạ. Thì cô chú anh chị mua hàng cứ gọi điện trực tiếp giùm em ha. Tiếp theo mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 9 ạ. Một cây cũng là một cây phất hồng sakuya luôn ạ. Đây hàng này thì đang lên hoa này cô chú anh chị. Búp cũng có. Cây có chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang là 80. Cây có hoành là 13 ạ. Đế dưới đây rất là sạch nha cô chú anh chị. Rồi mã số 9 em cũng xin giao lưu là 500k ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 10 ạ. Cây pip. Tím chuông. Là một cây tím chuông, tông một cốt rất là đẹp nha cô chú anh chị. Màu hoa rất là sáng ha. Dòng này cánh hoa rất là to. Cây có chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 78 ạ. Cây có hoành là 11 ạ. Đế nó cuộn rất là đẹp. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 10 em xin vô lưu là 400k ạ. Tiếp theo mã số 11 ạ. Một cây tím bướm. Một cây tím bướm ạ. Hoa tím trại viền trắng quý anh chị. Rất là đẹp ha. Một cốt. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 65. Cây có hoành là 14 ạ. Đế rất là sạch nghe cô chú anh chị. Rồi mã số 11 em xin giao lưu là 400k ạ. Rất là sáng hoa ha. Cái phồn một cốt rất là thịnh hành, rất là chuộn quý anh chị em. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 12 ạ. Quay trở lại là tím pháp. Quay trở lại là tím chuông. Mà hoa quý anh chị em thấy. Cây có chiều cao là 60. Tán ngang là 65 ạ. Đặc biệt nó nhảy hoa từ trong những cái nách lá nè quý anh chị, từ trong ra ngoài luôn. Cây có hoành là 15 ạ. Đế rất là sạch nha cô chú anh chị. Rồi mã số 12 em xin vô lưu là 350k ạ. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 13 ạ. Vẫn là tím pháp luôn. Vẫn là một cây tím pháp luôn.
hoa lên một chùm nè quý cô chú em thấy nè, đó một chùm luôn. Cây có chiều cao là 70. Tán ngang là 60 ạ. Cây có quạnh là 9 ạ. Đế thì còn dưới quý anh chị, mình về mình đôn nâng lên nha. Một cũng đế nhưng mà rất là quái rồi chú anh chị. Này về mình lấy bo mình ghép hoặc là mình kê tàn lại, mình thúc tàn lại cho nó tròn tàn hơn nữa của chú anh chị. Rồi mã số. Mã số 13 em xin vô lưu là 280k ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 14 ạ. Vẫn là tím pháp luôn. Dạ một cây tím pháp ạ. Cây có chiều cao là 82. Phồm rất là đẹp ha. Tán ngang là 60. Cây đế quái. Cây có hoành là 9 ạ. Đế là sạch mà quái luôn chú anh chị. Rồi mã số 14 em xin vô lưu là 280k. 280k là em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Và em bao sống cây trong vòng 2 tháng luôn ạ. Tiếp theo 15. Tiếp theo mã số 15 ạ. Cũng vẫn là một cây tím chuông ạ. Cây có chiều cao là 70. Tán ngang là 65. Cây có hoành là 10 ạ. Đế rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã số 15 em xin vô lưu là 280k luôn ạ. Tiếp theo mã số 16. Tiếp theo mã số 16 là một cây mỹ đỏ đuôi cáo ạ. Phơm nó tròn mà hoa lên là quý cô anh chị em chịu không nổi luôn á cô chú anh chị. Phơm tàn rất là tròn luôn ạ. Cây một cốt rất là đẹp. Cây có chiều cao là 75. Tán ngang là 50. Đế và già đế. Đế già đế. Cây có hoành em đo vị trí này là 13 ạ. Rồi mã số 16 em xin vô lưu là 300k ạ. Rồi. Một cây mỹ đỏ đuôi cáo nha quý cô anh chị em. Mỗi tên mỗi loại đều mình đều nhắc trên clip nha. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 17 à, cũng là một cây mỹ đỏ đuôi cáo ạ. Cây có chiều cao là 75. Tán ngang là 45 ạ. Cây rất là đẹp luôn. Cây có hoành là 12 ạ. Phơm nó tròn mà hoa rực. Rồi mã số 17 em cũng xin vô lưu là 300k ạ. Mã số tiếp theo, mã số 18. Tiếp theo mã số 18 ạ. Vẫn là một cây mỹ đỏ đuôi cáo luôn ạ. Cây có chiều cao là 77 ạ. Tán ngang là 60. Cây có hoành là 14 ạ. Đế còn sâu ha. Này về đế, đế là sâu. Rồi mã số 18 em xin vô lưu là 300k ạ. Cây phơm đặc. Mã số tiếp theo. Tiếp theo mã số 19 ạ. Hoa lên từ trong cho tới ngọn luôn quý cô anh chị em. Rồi cây có chiều cao là 77 ạ. Tán ngang là 60. Cây có hoành là 12 ạ. Đế rất là già ha. Rồi mã số 19 em cũng xin vô lưu là 300k ạ. Mã số tiếp theo 20. Tiếp theo mã số 20. Phong đàn của chú anh chị tôi rất là tròn luôn. Cây này rễ quái à. Cây có chiều cao là 78. Tán ngang là 50. Rễ một rễ lắc luôn. Cây có hoành là 11 ạ. Rễ rất là già rễ ạ.
Rồi mã số 20 em xin giao lưu là 300k. Mã Tiếp số theo mã 21. số 21 ạ. À. Một cây tím tiết siêu hoa. Là một cây tím tiết siêu hoa, phong tàn rất là tròn thôi chú anh chị. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 60 ạ. À. Gối đế đặt ha. Cây có hoành là 11 ạ. À. Đế dưới đây còn sâu luôn chú anh chị. Đế rất là đẹp và sạch luôn ạ. À. Rồi mã số 21 em xin giao lưu là 350k ạ. 350k là em bao ship của chú anh chị mình đến nhà luôn ạ. Mã số 22. Tiếp theo mã số 22. Tím tiết siêu hoa lên cơi nè. Cây có chiều cao là 78. Tán ngang là 60. Cây có hoành là 13 ạ. Rồi mã số 22 em xin giao lưu là 350k ạ. Rồi, cây tím tiết. Rồi tiếp theo mã số 23 ạ. Cũng là một cây tím tiết ạ. Cây có chiều cao là 85. Tán ngang là 57 ạ. Cây có hoành là 13 ạ. Đế sạch Đế đấy. sạch nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp luôn ạ. Phong tàn rất là tròn. Rồi mã số 23 em xin vô lưu là 350k luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 24 ạ. Là một cây tím tiết một cốt ạ. Phong tàn rất là tròn. Cây có chiều cao là 75. Tán ngang là 60. Cây có hoành là 15 ạ. À. Rồi mã số 24 em xin giao lưu là 350k ạ. Bông tàn rất là tròn luôn chú anh chị. Thì hoa tím tiết đó cô chú anh chị, cũng không nó có mùi thơm nhẹ cô chú anh chị khi nó nở rộ á. Rồi cây có chiều cao là 90, mã số 25 ạ. À. Em xin lỗi ạ. À. Tán ngang là 65 ạ. Cây một cốt rất đẹp ha. Dạ. Cây có hoành là 14 ạ. Rồi mã số 25 em cũng xin giao lưu là 350k ạ. Tiếp theo mã số 26 ạ. Hòa lợp rất là sai, tím tuyết. Dạ, 26 cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 57 ạ. À. Cây có hoành là 16 ạ. À. Rồi mã số 26 em xin giao lưu là 400k ạ. À. Tiếp theo, mã số 27. Tiếp theo mã số 27 ạ, à, là một cây nho hăng gỗ ạ. À. Nha giống này giống tứ quý nha cô chú anh chị. Trái rất là to ha. Thì em có số lượng nho hăng gỗ này cô chú anh chị nào mà có cần lấy sỉ hoặc là mình muốn lấy sỉ cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp với em nha. Hôm qua em cũng lên ba cây thì em cũng đã giao lưu hết rồi, hôm nay em lên tiếp ba cây cho cô chú anh chị mình lựa. Còn anh chị nào lấy sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp điện thoại hoặc số Zalo với em. Thì lấy sỉ thì giá nó có hội thể nó hữu nghị hơn nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 1m38 ạ. À. Tán ngang là 1 mét ạ. À. Cây nào cũng đang lên cho trái chân quý cô anh chị, dạ đúng trái rồi. từ trong thân nó ra lên tới dưới gốc luôn. Cây này của em là 2 năm tuổi rồi đó, coi hơn Đây, 2 năm rưỡi rồi, trái trái này nè cô chú anh chị, to ha. Dạ. Đây cây này về quý cô anh chị mình là hoa trái quanh năm luôn nè, bông hoa trái. Cây thì có hoành dao động khoảng 8, 9, 9, 10 cô chú anh chị. Tại vì cái này ngay chùm bông em hơi đo sợ nó gãy nghe con. Thì em bao dao động là khoảng hoành tháng 9 10 đó cô chú anh chị. Rồi, giá mỗi cây bao ship luôn. Rồi. Giá mã số cây 27 em xin vô lưu là 1 triệu 500k là em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Rồi.
cây đã cho trái quý anh chị. Tiếp theo thì nho hăng gỗ này em cũng xin nói luôn ạ, à, là có một số nho là nho hường, thành ra nó lâu trái, nó trồng có tới khoảng 7-8 năm em có trái, còn cái này là loại tứ quý, thành ra là nó rất mau cho trái chứ không phải là mình phải cần xịt thuốc như gì nó mới cho trái thôi chú anh chị. Trái này là trái tự nhiên ạ. Mã số 28. Mã số 28, cây có chiều cao là 1m3 ạ. À, tán ngang là 1m ạ. Chín rụng trái quý anh chị. Dạ. À, dưới gốc nè. Cây có hoành khoảng 9-10 vậy nghe chú anh chị. Trên này thì đâm ra rất là nhiều. À, và em cũng nói luôn, khi trong quá trình mà vận chuyển á, trái nó sẽ rụng á thì cô chú anh chị thông cảm giúp em. Tại vì cây nó đang đến độ tuổi ra bông và ra trái thì nó cũng sẽ ra bông và ra trái lại. Thì nhiều khi tụi em đóng gói thì trong nhiều khi nó hầm hoặc là nó rụng, em có thông cảm giùm đó giùm em. Rồi giá mã số 28 luôn em. Rồi mã số 28 em cũng xin vô lưu là 1.500.000 luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 29. Tiếp theo mã số 29 nè. À, cũng là một cây nho hăng gỗ ạ. À, loại tứ quý ạ. À, là trái nó quanh năm nghe cô chú anh chị. Cây nó đến độ tuổi ra mùa 2 là ra trái thì nó sẽ quanh năm ạ. À, cây có chiều cao là 1m4. Tán ngang là 1m1 ạ. À, nhìn trái rất là mê quý anh chị ạ. Chín lên cái màu. Tại vì trái này á, trong chậu của cô chú anh chị giống như là nó chưa có đủ phân á, khi trái nó đủ sức á là nó to lắm cô chú anh chị. Hoành gốc dao động 9-10 ha. Dạ. Trái nó tròn giống như viên đạn cu li vậy. Rồi mã số 29 em cũng xin giao lưu là 1.500.000 ạ. À, rồi mã số 29 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em ạ. À, cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi và rất mong được sự ủng hộ trong clip kế tiếp này ạ. À, và chúc cô chú anh chị có một ngày cuối tuần làm việc, một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. À, thì mong cô chú anh chị ủng hộ kênh mà cũng như ủng hộ nhà vườn em ạ. À, rồi em xin chân thành cảm ơn ạ. À, rồi hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn Ngọc Diệu nha.